của chính các hoạt động của mình. Và các con đồng bào bắt đầu đây là tiếp tục vui em ạ. Chúng ta sẽ đi từ dưới lên em ơi, đi từ dưới lên để quay video. Đi từ dưới lên từ đó ta xong ta tỏa ra hai bên giúp chị cái. Chị chồng ơi, các con đồng bào cứ đi bình tĩnh nè, mình ủng hộ, mình cứ đi bình tĩnh nè. Đó là con đồng bào hoa đào, con đồng bào hoa đào đào tú. Rất cảm ơn tấm lòng của các hội viên, các con đồng bào cùng nhau chia sẻ để chúng ta đem đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nơi tôi đi những âm thanh gây cần chân che rất đẹp, một hình ảnh rất cao cả, việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa rất là lớn. Hello, vâng, xin cảm ơn các hội viên của câu lạc bộ Hồng Bàng. Tiếp theo là câu lạc bộ Phùng Thúy Hợp Thịnh. Câu lạc bộ Phùng Thúy Hợp Thịnh cũng đã tham gia cùng với câu lạc bộ Đại Dương Xanh làm từ thiện rất nhiều chương trình. Rất cảm ơn các giúp quan của chúng ta. Cuộc đời này có rất cảm ơn các tấm lòng chung bàn tay của tất cả hội viên có mặt trong ngày hôm nay, cũng như khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ một chút để chúng ta góp sức của mình cùng với câu lạc bộ Đại Dương Xanh đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh chúng ta, xung quanh chúng ta còn rất nhiều các hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành cùng lá rách, lá rách ít cùng lá rất nhiều. Đó là hình ảnh tương thân tương ái, hình ảnh cao cả của người Việt Nam của chúng ta từ bao đời nay. Cho em quay một cảnh hậu trường được không ạ?